nay tôi sẽ chia sẻ một số mẹo giúp quán cà phê Tre Trúc thu được nhiều lợi nhuận hơn. Quán cà phê Tre Trúc là một quán cà phê truyền thống vốn xuất hiện lâu đời và dần dần nó sẽ được cải tiến vào cái phong cách làm sao phù hợp với giới trẻ hiện nay. Ngày xưa chúng ta có thể thấy rất nhiều các loại cà phê Tre Trúc ngày xưa, nhưng dần dần ngày càng mai một, thay vào đó là những cái vật liệu mới hiện nay. Tuy nhiên thì cà phê Tre Trúc không phải là không hiệu quả trong thời điểm bây giờ. Nhưng làm sao để quán ngày càng đông khách thì không phải quán nào cũng làm được. Các quán thì hầu hết ở mức trung hoặc tệ dần rồi đóng cửa, giải quán sau vài năm thua lỗ. Viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn một số mẹo giúp quán cà phê Tre Trúc của bạn trở lên thu hút khách hoặc là trở nên nổi tiếng hơn. Trước hết hãy tạo nên sự khác biệt. Thì nếu bạn muốn thành công, bạn cần tạo nên sự khác biệt cho quán cà phê của chính bạn. Tạo sự khác biệt đó đến từ việc tạo ra sự mới lạ, xu hướng, cách trang trí quán, bộ chất riêng từng thức uống. Một số mô hình kinh doanh này thì được các quán cà phê hiện đại áp dụng rất thành công, như cà phê ấp, cà phê bãi biển, cà phê chó mèo. Nhiều bạn đang kinh doanh cà phê Tre Trúc thì cần một cái gì đó để khiến cho khách hàng tò mò của bạn. Ngay đến cái tên thôi cũng khiến cho họ muốn đến để trải nghiệm. Sau đó bạn cần học hỏi hay nghiên cứu một số loại thức uống độc nhất vô nhị cho quán của bạn. Khi nào khách hàng muốn uống vào lần đầu tiên thì những lần sau sẽ khiến họ nhớ lại và mong muốn đến quán của bạn thưởng thức lại chúng. Tạo ra sự thông minh trong kinh doanh thì việc sử dụng đó chiến lược kinh doanh là một điều hết sức quan trọng. Nếu bạn có cái đầu tốt, bạn sẽ thành công. Ví dụ như bạn thử thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mại đi kèm với thức uống, có thể là món quà nhỏ hay những phần thưởng về tinh thần, tuy ít nhưng lợi ích của nó mang lại cực kỳ lớn. Bên cạnh đó, việc sử dụng các cái món thức ăn, nước uống để tạo ra các combo và một số gợi ý không hề tồi. Điều đó sẽ khiến khách hàng cảm thấy thuận tiện hơn và rẻ hơn một khoản chi phí mua riêng biệt. Nhưng bạn chắc chắn sẽ có những cái tính toán hợp lý cho việc ghép thành combo và thu được nhiều lợi nhuận từ việc bán được nhiều món hơn. Với những phương pháp đó thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng các công cụ internet để quảng cáo, giới thiệu, giúp cho mảng PR truyền thông của quán tốt hơn, tạo ra những cái lợi ích đi kèm và các cái thái độ của nhân viên. Với những quán cà phê thì muốn tạo ra được doanh thu cao như quán cà phê Tre Trúc thì việc mở một cái sân khấu chơi nhạc hay là thưởng thức các cái phim sẽ là giải pháp hấp dẫn khách hàng. Bạn có thể xây dựng một cái sân khấu chơi nhạc trong quán cà phê và mời các ban nhạc acoustic hay bolero để khách hàng có thể tận hưởng âm nhạc, giao lưu ca hát, hay một rạp chiếu bóng nhỏ theo các khung giờ cũng sẽ là một ý tưởng hay. Bên cạnh đó, thái độ của nhân viên phục vụ trong quán rất quan trọng. Việc có giữ được khách hàng lâu dài hay không thì cũng do nhân viên quyết định. Bạn cần quán xuyến cho nhân viên phục vụ cho tới nhân viên gửi xe, tạo ra một cái thiện cảm cho khách hàng để giữ được khách lâu dài và công việc làm ăn của quán thuận lợi hơn. Chỉ những ồn ào tai tiếng níu chân khách hàng được dài lâu. Trên đây là một số mẹo giúp quán cà phê của bạn gia tăng doanh thu và lượng khách hàng, giúp bạn sẽ ngày càng trở nên thành công hơn trên con đường kinh doanh. Cảm ơn.